Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ra Làm Fitness. Và hôm nay thì mình ở nhà để làm tiếp cái lịch tập tăng cơ giảm mỡ dành cho nam. Thì phần lớn nếu các bạn là nam thì các bạn cũng chỉ cần tăng cơ giảm mỡ và sở hữu cái body đẹp thôi. Cho dù các bạn đang ốm hoặc là các bạn đang mập, mục tiêu của các bạn là fit cái người lại, hoặc là đang ốm thì tăng lên, đang mập thì giảm xuống, và mục tiêu của bạn là trở nên săn chắc, gọn gàng và khỏe mạnh hơn. Rồi, mình nói luôn, mình không hướng dẫn cho những người mà muốn trở nên đồ sộ cơ bắp hay muốn đi thi đấu, cái đó các bạn có thể tìm người khác nhé. Rồi, ok, mục tiêu của mình là phục vụ 99,99% số đông mọi người đến phòng gym tập luyện. Phần lớn mọi người chỉ thích cơ thể gọn gàng săn chắc thôi, không ai muốn cơ thể đồ sộ quá cơ bắp cả, và đó là cái mà chúng ta cần theo đuổi. Ok, đầu tiên đây giới thiệu với các bạn một điều là nếu làm sao để biết được là các bạn phù hợp với lịch tập hay bài tập như thế nào. Rồi, hiện tại thì mình đã phát triển một cái, thì cái này thì đăng ký thì là miễn phí. Các bạn vào trang web lalongfitness.com thì cái phần mà giảm mỡ siêu tốc emotional trainer á, thì cái phần vô cái mục đăng ký á, các bạn nhấp link vào đó thì các bạn sẽ ra một cái bảng, đó là chương trình tập gym online. Cái bảng này nó có cái bước đăng ký và cái bước test thể lực nè. Cái bước test thể lực và nhận tư vấn này rất là quan trọng. Đầu tiên các bạn ở cái bảng đăng ký á, thì các bạn điền đầy đủ thông tin vô trong này, tên, tuổi, ngày, tháng, năm sinh, giới tính đầy đủ rồi, rồi gửi mail cho mình. Rồi khi các bạn điền đủ cái bảng này, các bạn sẽ qua cái bảng 2, đó là phân loại cái thể lực. Điều quan trọng để mà bạn bắt đầu tập luyện được thì bạn sẽ phải xác định một điều trước tiên á, là cái BMI của bạn nó ở mức nào, và cái tỷ nữa là cái mức độ mà vận động thường xuyên của bạn hiện tại là bạn đang ở mức là thường xuyên chơi thể thao ít nhất 3 buổi một tuần, hay là thỉnh thoảng mới tập luyện, hay là khoảng 3 tháng gần đây nhất không vận động thể thao, hoặc là trên 1 năm không vận động thể thao. Nhiều mức này nó có những cái điểm bắt đầu rất khác nhau. Một người mình thường xuyên chơi thể thao thì không thể nào tập trung lực với người mà 1 năm trời không chơi thể thao được. Nó khác nhau chỗ này nè. Nếu bạn hình dung nhìn ha, bạn có một cái bình oxy, nó gì này, nó 100%, cái này là cái mức oxy tối đa của bạn. Nếu bạn chơi thể thao thường xuyên, cường độ cao, vận động mạnh, các hô hấp của bạn rất là tốt, bạn đủ sức bền, sức dai, đủ khả năng chạy bền, chạy tốc độ để bạn tập luyện một buổi tập dài dai và mệt, nhưng bạn cứ nghĩ một tuần nó giảm 5%, hai tuần nó giảm 5%, đến khi bạn giả dụ cả năm trời bạn không tập thể thao, cái mức của bạn nó có 30% cái sức tối đa của bạn à. Nên vì vậy khi mà nếu mà bạn nghỉ lâu quá thì bạn bắt đầu bạn sẽ phải làm quen với những bài tập thể lực, nó sẽ phù hợp với bạn hơn. Ví dụ như chạy bộ, chạy nâng cao đùi, chạy nước rút, nhảy chim sát, nhảy cao, nhảy xa, và tiếp tục là tập những cái bài tập tạ đơn giản, ví dụ như là hít đất. Không thể nào mà cả năm trời bạn không đi tập mà vô cho bạn tập ngay mấy cái bài như là deadlift hay squat được. Bạn sẽ không thể kiểm soát, thậm chí là cơ thể của bạn nó không đủ thăng bằng, đủ khả năng để mà nó tập đúng cái động tác đó nữa. Rồi, nhưng mà bạn chạy bộ thì sẽ được. Như vậy, chúng ta đến thêm một vấn đề, đó là cái bạn có đang gặp vấn đề về sức khỏe hay không. Đánh chọn vào ô bạn gặp phải vấn đề, có thể tham vấn ý kiến của bác sĩ để có kết quả tốt nhất. Thì sẽ có nhiều vấn đề khi mà các bạn bắt đầu tập luyện. Ví dụ như là bạn có bệnh về tim mạch, huyết áp hay thần kinh vận động. Mình không dám tư vấn cho bạn nếu mà bạn tích vào tất cả các ô là bạn có bệnh lý. Thì như vậy mình không đảm bảo là cái chương trình này phù hợp với bạn, hay là đảm bảo về mức sức khỏe cho bạn để mà bạn có thể tập luyện một cách an toàn mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn. Vì vậy, nếu bạn lo lắng thì bạn đầu tiên là bạn đi khám bác sĩ giùm mình và tham gia đầy đủ vào các bản test này. Ví dụ như bạn có bị rối loạn chức năng thận, gan hay không, nó quan trọng. Giả dụ như bạn bị rối loạn chuyển hóa mỡ, cái mỡ của bạn nó rất là dễ tích, thì bạn phải đi gặp bác sĩ để bạn điều trị cái vấn đề đó trước, chứ không bạn cứ lao nhào vào chương trình tập luyện, bạn có tập cỡ nào đi chăng nữa nó cũng chưa chắc gì nó giảm mỡ được. Hoặc là bạn bị rối loạn về hô hấp, rối loạn về tim mạch, bạn tập 5 phút bạn lăn đùng ra bạn xỉu, ai chịu trách nhiệm được. Bạn phải đi gặp bác sĩ tầm soát tất cả các bạn bệnh này trước khi bạn nghĩ tới việc tập luyện và thay đổi cơ thể của bạn nha. Rồi, sau khi nếu các bạn đánh tích vào ô khỏe mạnh hoàn toàn, không gặp vấn đề nào và tự chịu trách nhiệm về sức khỏe của bạn, thì bạn có thể tham gia vào cái bài test thể lực. Rồi, chúng ta đi vào cái phần test thể lực cho nam nha. Đây là video dành cho nam, cái lịch tập. Rồi, đầu tiên tại sao ở đây mình phân ra ba cấp độ là cấp độ bắt đầu, beginner, cấp độ trung cấp và cấp độ cao cấp. Với những người mà mới bắt đầu, các bạn có thể tập khoảng 3 buổi một tuần. Khi
cấp độ trung cấp các bạn có thể tập 4 buổi một tuần và cấp độ cao cấp các bạn tập 6 buổi một tuần. Tất nhiên là nếu cơ thể của bạn nó tăng cơ, tăng cân thì bạn cũng sẽ phải đi ngược lại vấn đề là bạn sẽ phải tập được nhiều hơn, bạn mới ăn được nhiều hơn để bạn tự ốm nhom. BMI của bạn cỡ 16, 17 bạn trở nên bình thường ở mức BMI 21 đối với nam. Hoặc là bạn đang, nghĩa là bạn cũng sẽ phải là bắt đầu từ tập từ nhẹ lên nặng. Nếu mà bạn quá ốm hoặc là trước đây bạn ốm và hiện tại bạn còn, nếu mà bạn mà đang ốm gì mà kêu bạn vô bạn hít đất 50 cái, 60 cái bạn không hít được chắc chắn luôn. Hoặc là bạn BMI của bạn đang ở ngưỡng mập, bạn ở 25, 26 điểm BMI, bạn là nam, kêu bạn hít đất 50 cái bạn cũng thua luôn. Như vậy thì đó là lý do tại sao chúng ta cần một cái bài test thể lực để biết được là bạn đang ở ngưỡng nào và bạn có thể tập luyện được hay không. Rồi chúng ta đi vào vấn đề chính đó. Rồi đầu tiên là mình phân làm 3 mức, đó là mức A, B, C. A là dành cho người bắt đầu, B là trung cấp và C là dành cho người cao cấp. Nghĩa là nếu mà bạn hoàn thành được bài test thể lực về những cái bài tập sau dưới đây ở mức độ nào thì bạn có thể lựa chọn chương trình tập cao cấp hoặc là alo cho mình để mình tư vấn, mình bán cho bạn cái gói đó tập cao cấp, mình không free ha. Rồi đầu tiên để test, chúng ta sẽ test cái bài đầu tiên là bài hit đất. Tại sao? Tại vì để mà bạn tập ngực phát triển được, bạn phải biết cái ngưỡng và cái sức của bạn hiện tại ở mức nào. Bạn không thể nào bạn đòi cái vòng ngực 110, 105 nếu mà bạn không thể hit đất trên 70 cái được. Chắc chắn bạn không thể nào đẩy tạ trên 100kg nếu mà bạn hit đất dưới 70 cái được. Rất là khó. Như vậy thì cái bài đầu tiên đất chúng ta sẽ có 3 mức, đó là A, B, C. Cái mức đầu tiên đơn giản nhất là từ 10 tới 40 cái. Nếu là bạn là nam, hầu như bất kỳ ai cũng có thể hit đất được trên 10 cái. Đến dưới 40 cái mình đánh giá cho đó là mức bắt đầu. Nếu mà bạn nào mà hit dưới 10 cái thì các bạn rõ ràng đang gặp một vấn đề nào đó. Rồi mức B, 45 đến 70 cái bắt đầu khó chưa? Trung cấp rồi đúng không? Cái mức này nó đảm bảo cho bạn có một cái cơ ngực dày và đẩy được 7-80kg tạ. Nghĩa là nếu, nhưng mà không quan trọng bạn hit được hay không. Ở đây là liên tục không nghỉ trong một lần duy nhất nha. Và mức C là 70 đến 90 cái đó, các bạn lựa chọn tùy thể xuất của mình, các bạn stick vô. Rồi tiếp theo chúng ta đến một cái bài tập thần thánh, đó là bài tập nằm đẩy ngực ba ba press. Thì cái mức đầu tiên, mức A nó cũng sẽ là 20 đến 50 kg. Tại sao khi mà bạn tập luyện cái chương trình online của mình thì mình lại khuyên các bạn là đầu tiên các bạn phải tham gia vô đây để các bạn test? Tại vì để mà tư vấn được cho bạn, ngoại trừ chiều cao, cân nặng, chỉ số sức khỏe của bạn, BMI của bạn, hay BBB tùm lum gì đó, mình cần biết được cái sức của bạn đến đâu và bạn tập như thế nào và tại sao bạn phải tham gia các bài test này. Rồi mình nói tổng quan luôn, cái bài test này nó sẽ test toàn bộ cơ thể của bạn, bao gồm là sức mạnh, sức bền của nhóm cơ ngực, cơ vai, cơ lưng, cơ mông, chân đùi và sức mạnh, sức bền của thể lực, tim mạch cũng như sức bật. Từ đó nó sẽ có được một bài tập. Nếu giả dụ như bạn đăng ký mình dựa vào hai người cùng chiều cao, cùng cân nặng, nhưng một người chỉ tập đẩy ngực ở mức A là từ 20 đến 50 kg. Lấy giấy bút ghi lại nha, mình nói khá là nhanh đó, các bạn không ghi lại các bạn bỏ quên những cái kiến thức này đáng chịu á. Cái mức C, một người tập ở mức C 75 đến 95 kg thì cái lịch và cái bài tập của họ chắc chắn khác nhau. Nó khác nhau ở đây là cái cường độ. Ví dụ cái người tập mức A đi, họ chỉ đủ sức để đẩy tạ từ 20 đến 50 kg, đồng nghĩa với việc á, là họ đừng có ham hố một tuần tập 6 buổi. Tại vì thật sự mình nói thẳng luôn, các bạn đừng buồn là nếu mà các bạn chỉ đẩy ở trong mức đó một tuần các bạn tập 3 buổi là vừa. Thì các bạn tập ít như các bạn tập chất, và các bạn tập đủ cái số bài trong một hiệp và đủ cái cường độ theo sức của bạn. Chứ nếu mà cái sức của bạn đang yếu, bạn chỉ ở mức là bạn chỉ có thể hít đất được tối đa 30 cái mà một tuần bạn tập tới 6 buổi là một á, nếu là trong trường hợp mà bạn tăng cơ tăng cân, là thực chất là những bài tập đó khi bạn kéo dài cái sức ra thì bạn không tập đủ nhiều ở mỗi bữa tập, không tập đủ nặng ở mỗi buổi tập. Còn nếu mà bạn đang giảm mỡ thì bạn mà cái trường hợp mà bạn đang tăng cơ tăng cân, bạn không tập đủ nhiều và đủ nặng ở mỗi buổi tập thì nó cũng sẽ là một cái vấn đề là sẽ không đủ kích thích cơ cho bạn để mà bạn hấp thụ dinh dưỡng nhiều hơn để bạn tăng cơ tăng cân mà đẹp hơn. Trường hợp thứ hai là bạn đang giảm mỡ giảm cân, BMI trên dưới 25 26 trở lên, mà bạn cái sức của bạn, ví dụ bạn chỉ hết đất được 30 cái và bạn ôm cái bài tập 6 buổi một tuần bạn tập, thì nghĩa là mỗi nhóm cơ của bạn tập 2 lần trong một tuần thì nó cũng sẽ rơi vào trong cái trường hợp nữa là mỗi cái bài tập bạn sẽ không tập đủ sức để bạn đốt được cái lượng calo lớn, bởi vì cái sức của bạn nó chỉ ở mức A.
thì bạn tập bạn bài hit đó bạn tập 3 hiệp nó khác nha. Ở đây mình giải thích tại tại sao chúng mình lại phân cấp như vậy. Tại trong những cái nghiên cứu mình đã nghiên cứu rất là nhiều, ví dụ như một người họ có thể đẩy tạ ở mức 10 ký à, ở mức 10 cái đẩy chuẩn 10 cái mà họ có thể đẩy ở mức 75 đến 95 ký thì một buổi tập ngực họ có thể lặp lại cái hiệp tập về cái bài tập đó với rơi vào khoảng tầm 25 đến 30 hiệp tập. Nhưng một người họ chỉ có thể đẩy ngực từ 20 đến 50 ký và hít đất mà dưới tầm 40 cái thì một buổi tập họ chỉ có thể tập ngực được khoảng 15 các hiệp là họ đuối. Đó là tập đúng sức của họ ở mức là 85 đến 9, 75 đến cỡ 85% sức nha. Chứ nếu mà mình không khuyến khích các bạn là các bạn đo ra không chính xác, ví dụ như cái sức của bạn mà tập được 10, bạn đẩy 10 cái ở mức là 40 ký mà bạn lại chọn cái mức dưới tại đó để bạn tập được đủ cái số hiệp, số lần của một bài tập 6 hiệp tập ngực, 6 bài tập ngực trong một buổi, mỗi buổi là 6 bài tập ngực trong một buổi và mỗi bài là 3 hiệp, mỗi bài là 4 hiệp, tổng cộng là 24 hiệp tập ngực. Thôi cái này không khuyến khích nha. Các bạn phải tập ở cái mức là số hiệp ngắn nhất để có thể cho bạn cái chất lượng cao nhất và nó sẽ có chất lượng nhiều hơn. Nhưng nó sẽ rơi vào vấn đề là khi mà bạn tập quen một cái sức mạnh của bạn lớn thì để mà trong một buổi tập để bạn kích thích đủ cơ thì bạn sẽ phải tập nhiều hơn. Rồi các bạn hiểu tại sao phải phân ra làm A, B, C. Như vậy thì với người mới tập chỉ cần 3 buổi một tuần bạn sẽ phải theo nó, và mình khuyên là bạn nên theo nó đến khi mà bạn đủ sức để bạn leo lên mức B thì bạn sẽ lên, hãy lên 4 buổi một tuần. Tất nhiên 4 buổi một tuần này mỗi nhóm cơ bạn sẽ có thể tập nhiều hơn và mỗi nhóm cơ bài tập nó sẽ nặng hơn và nó khó hơn. Vẫn giống như là với những người mà mới bắt đầu á, bạn sẽ rất khó để mà bạn, ví dụ như giờ mà bạn hit đất mà dưới 30 cái mà ra bạn kêu bạn tập cái bài dip á, cái bài sẽ kép á, bạn tập 10 cái nổi không? Chắc chắn không. Tại bằng đầy dip đó là bạn phải nâng được 60 kg tới 70 kg trọng lượng cơ thể của bạn, bạn mới tập được 10 cái. Còn nếu bạn nâng có 1 2 cái ở đâu có tác dụng gì với cơ ngực của bạn. Bạn hiểu không? Nghĩa là nếu đừng hỏi mình là hãy tập bao nhiêu ký tạ cho hợp lý, tập bao nhiêu ký tạ để lên cơ điều và tập bao nhiêu lâu thì bạn giảm mỡ. Điều đầu tiên là bạn phải xác định là bạn đang ở cái ngưỡng nào. Và đó là lý do tại sao mình nghiên cứu rất là lâu và mình làm ra cái bài test này để tất cả các bạn. Bài test này thì phát hành miễn phí trên website nha. Vào và tham gia test đi, coi thử mình đang ở mức nào để đăng ký một cái gói chương trình tập online phù hợp với sức của bạn nha. Rồi, chúng ta đã có hai bài A và B, đó là hit đất và đẩy ngực. Đẩy ngực mức A là 20 đến 50 kg, mức B là 55 đến 70 kg. 70 kg đây là bạn phải thực hiện 10 cái chuẩn thành đòn chạm ngực đẩy lên không người đỡ từ 55 đến 70 kg bạn mới tính là mức B. Hiểu không? Chứ nếu mà trong trường hợp bạn tham gia bài test mà bạn nhờ ai đó đứng kéo hộ thì nó không tính nha. Bạn phải trung thực với chính bản thân bạn. Bởi vì sức khỏe bạn không thể ăn gian được ha, không ai đánh giá sức khỏe ăn gian của bạn hết. Sức khỏe của bạn là cho chính bạn. Rồi, rồi cái bài tiếp theo, bài số 3, đó là chạy bền quãng đường 1 km trong thời gian nhanh nhất là bao lâu. Cái mức A đó là 12 phút đến dưới 9 phút, mức B là 8 phút 30 giây đến dưới 6 phút và mức C là 5 phút 30 giây đến dưới 4 phút. Tại sao lại có cái bài test thể lực là chạy 1 km trong một khoảng thời gian ngắn? Bởi vì mục tiêu cơ thể của bạn đó là từ ốm thì bạn tăng lên. Bạn muốn có cơ bắp nhưng bạn vẫn muốn nó săn chắc và thể hiện cái khối cơ. Mục tiêu của bạn là mập, BMI của bạn 25, 26, 30, bạn muốn giảm mỡ. Tất cả bạn đều cần thể lực, bạn muốn đẩy tạ nhiều hơn. Nếu hô hấp của bạn kém, VO2 max của bạn kém, giống như khi nãy mình nói, khi mà bạn không tập luyện quen ở cái mức mà 100% cái VO2 max mà bạn chỉ có được 30% thôi, thì nghĩa đồng nghĩa với việc là cái buổi tập ngực, giả dụ bạn muốn ngực bạn bự hơn, bạn phải tập được 25 hiệp. Nhưng cái thể lực của bạn nó quá kém thì bạn chỉ tập cỡ 10 hiệp là bạn đã mỏi tới mức mà nếu bạn tập thêm tiếp, một là bạn tập quá nhẹ so với mức tạ của bạn, hai là bạn tập không hiệu quả. Sẽ có nhiều người rơi vào một cái trường hợp như thế này, đó là đầu tiên á, giả dụ như bạn đẩy ngực ngang đi, barbell bench press, bạn đẩy ở mức 30 kg, bạn đẩy 4 hiệp 12 cái. Nhưng nếu mà bạn quan phần ngực dốc, đồng ý là ngực dốc nó nặng hơn, nhưng mà nhiều người ngộ lắm, quan ngực dốc là cảm thấy cứ lựa chọn một cái mức tạ nào đó để mà đẩy được. Ví dụ như họ xuống từ cái 30 kg mà họ giảm xuống tới những 15 kg, nghĩa là bạn giảm đến 50% khối lượng tạ bằng đẩy, mặc dù bạn vẫn đẩy là 3-4 hiệp 12 cái bạn đuối, nhưng thực chất đó không phải là sức của bạn. Bởi vì nếu mà cái thể lực của bạn ở mức bạn đủ khỏe, bạn đủ khỏe nha,
thì khi mà từ cái bài 1 qua bài 2, bài 2 bạn vẫn có thể đẩy ghế ngược dốc với khoảng tầm 80% mức tạ của ghế ngược ngang. Đó là vấn đề đó, đó là vấn đề tại sao các bạn tập nhiều, tập đủ bài trong một hiệp mà các bạn vẫn không phát triển cơ. Nghĩa là bạn phải xác định được cái mức tạ mà bạn đẩy max cỡ 10 đến 12 cái ở mỗi bài tập của bạn nó như thế nào. Tạ ngang, ghế đẩy ngược ngang nó khác ghế ngược dốc, nó khác ghế ngược chuối. Nhưng mà nếu mà hai ba cái đó mà nó chênh lệch nhau quá nhiều, sẽ nhiều bạn nó rơi vào trường hợp là hoàn toàn có thể các bạn có thể đẩy 60 kg 70 kg với ghế ngược ngang, nhưng mà khi qua các bạn qua tạ đơn, các bạn chỉ có thể đẩy khoảng 15 kg mỗi bên tay, nghĩa là tổng cộng trọng lượng cộng lại nó chỉ là 30 kg. Nó sẽ, các bạn nó đó là một cái bẫy sức mạnh của các bạn. Nghĩa là các bạn phải làm sao mà cho cái các bài tập của bạn nó có một cái tỷ lệ phần trăm cái ngưỡng mức tạ nó ngang nhau. Các bạn hiểu chỗ này không? Nó hơi khó hiểu nha. Tại vì khi mà bạn nghĩ bạn sẽ có một cái sự đuối cơ, sự mỏi cơ từ cái bài 1 nó qua cái bài 2, nó phụ thuộc vào hô hấp của bạn. Khi mà bạn bắt đầu bạn thở dốc, và thêm nữa là khi bắt đầu bạn thở dốc, cái mức tạ của bạn nó sẽ giảm xuống. Vì vấn đề ở chỗ là bạn phải xây dựng thể lực để bạn bớt đi cái quá trình thở dốc. Thì khi đó cái những cái bài tập tạ đơn hay những cái bài tập ngực khác đa dạng, cái mức tạ của bạn nó mới ở ngưỡng là nó ngang ngang nhau. Đó đồng nghĩa với việc tại sao mình tính ra được cái này, mình sẽ phân tích rất nhiều điều cho các bạn hiểu. Ví dụ như một người các bạn mà đẩy ngược 20 đến 50 kg thì chắc chắn các bạn có thể hít đất được cỡ tầm 30 cái. Nhưng một người mà các bạn chỉ hít đất được 10 cái thì các bạn cũng chỉ đủ sức để các bạn đẩy được cái thanh đòn tạ nó nặng 20 kg thôi. Tại vì cái sức đẩy của bạn nó chỉ nằm ở ngưỡng đó, bạn sẽ khó đẩy lên được. Bạn sẽ không thấy trường hợp những người đẩy tạ trên 100 kg 10 cái mà họ lại không thể hít đất được trên 80 cái. Đó là điều vô lý và gần như là không có. Đảm bảo không tin các bạn cứ đi tìm đi. Hoặc là các bạn sẽ thấy một điều cực kỳ vô lý nữa là sẽ không có người mà chỉ hít đất được 15 cái mà lại có thể vô đẩy tạ được 70 kg. Nó là một cái mức tỷ lệ chung với nhau, nghĩa là nó sẽ không có sự chênh lệch nhiều lắm. Còn nếu mà tại sao cái cơ ngực của bạn nó sẽ rơi vào ngưỡng là các bài tập khác của bạn nó sẽ ít phát triển và kích thích cơ, nếu mà bạn có một cái sự lệch quá nhiều về cái số ký giữa các bài tập. Ví dụ như bài tập tạ búa gì, cái thế này nó mạnh hơn. Ví dụ như mình tập ở cái mức này, mình có thể tập ở mức là 24 đến 25 kg, thì cái mức mình cầm mình cuốn lên gì nó yếu hơn một xíu thì nó cũng chỉ cỡ ở mức là phải 80% mình sẽ cuốn được cỡ 18 đến 20 kg. Nghĩa là nhiều bạn bài 1 cuốn đòn Z gì các bạn tập được cỡ 15-20 kg, các bạn tập 4 hiệp 12, nhưng mà qua bài 2 qua bài 3 bắt đầu bằng cạn thể lực, các bạn bằng ngồi các bạn cuốn tay gì mà các bạn chỉ cuốn được 6 kg, đó là sai. Tại vì 6 kg nhân 2 tay bạn có 14 kg thôi. 14 kg mà so với 20. À 6 kg nhân 2 tay là mới có 12 kg. 12 kg mà so với 20 là các bạn mới chỉ bằng có 60% sức. Nghĩa cái mức tạ đó là tập sai. Nhưng mà nếu mà cái mức bạn tăng lên cái mức là 10 kg mỗi bên tay thì bạn tập cũng không nổi 10 cái mỗi bên, đúng không? Trường hợp này tập rất nhiều, đúng không? Như vậy đó đồng hiểu với việc là cái lúc đó cái thể lực của bạn nó đang giảm xuống. Cái hô hấp của bạn giảm xuống, nó không đủ nó bơm oxy cho việc cái cơ của bạn này nó kéo lên. Rồi, đó là lý do tại sao mà các bạn cần phải test cái bài thể lực. Đừng bao giờ bỏ qua cái bài thể lực trong 1 km. Tại vì thể lực trong 1 km này là thể lực cần thiết để đẩy cái lượng, đẩy cái nhịp tim của bạn lên và cái mật độ VO2 max của bạn ở cái mức cao để bạn tập tạ. Tại khi bạn tập tạ, bạn không dùng oxy ở mức bình thường mà bạn dùng oxy ở mức cao để mà bạn có thể tập luyện được. Nó khác với việc nếu mà cái này mình tăng lên thành 5 km, nó là oxy dùng ở mức bền, cái lượng oxy mà nó quen nhì, bạn khó sử dụng nó cho cái việc tập tạ để xây dựng và phát triển cơ bắp, hoặc là bạn giảm mỡ. Tại khi bạn muốn giảm mỡ, bạn phải đốt được cái lượng calo nhiều và trong thời gian ngắn, chứ bạn kéo dài ra nó trở thành một cái bài tập sức bền. Mình đã có nhiều cái video nói về cái vấn đề là bài tập sức bền và bài tập cường độ cao ngắt quãng. Rồi tiếp nữa, một bài tập tiếp đó là chạy 300m với tốc độ tối đa là bao nhiêu. A, từ 10 đến 13 km/h, nghĩa là hoàn thành 300m trong 108 giây, đến dưới 83 giây. B, từ 14 km/h đến 16 km/h, hoàn thành 300m trong 77 giây, đến dưới 67 giây. Có thể slow motion lại và lấy giấy bút ghi nha, là mình sẽ đọc khá là nhanh đó. Các bạn vô đây các bạn test thì bạn thấy nha. Rồi C, là từ 17 km/h đến 19 km/h, hoàn thành 300m trong 63 giây, đến dưới 56 giây. Rồi uống miếng nước cái. Rồi,
Tại sao lại có một cái bài test thể lực mà bắt bạn phải chạy khoảng đường 300m với một cái tốc độ cao? Tại vì khi đó cái nhịp tim của bạn nó sẽ được đẩy lên ở cái mức là 90-95% ở mức maximum. Có nhiều người thậm chí là maximum luôn. Cái mức này á, nó sẽ đồng thuận với việc là khi mà bạn muốn cơ bắp phát triển nhiều hơn, bạn có đồng ý là bạn sẽ phải tập được nặng hơn. Khi mà bạn bưng cái cục tạ 70kg lên, bạn đẩy ngực, thanh đòn với tạ 70kg lên, bạn đẩy ngực, nó khác rất xa cái khi mà bạn mang 30kg. Vốn dĩ bạn nâng một vật mà nó nặng hơn trọng lượng cơ thể của bạn. Bao nhiêu phút vậy em? Nào thêm 8 phút nữa hả? Khi bạn nâng một cái vật mà nó nặng hơn trọng lượng cơ thể của bạn, bạn sẽ có một cái sự hồi hộp, nó làm nhịp tim của bạn tăng lên. Vốn dĩ bạn biết cái mức tạ đó nặng, cái tâm lý của bạn nó cũng sẽ làm cho bạn cảm thấy cái mức tạ đó thật sự là nặng. Bạn sẽ hồi hộp hơn, bạn sẽ phải dùng nhiều cơ hơn, bạn dùng nhiều oxy hơn, và tim của bạn nó sẽ đập nhanh hơn. Nghĩa là tại sao có những cái bài tập kia, là cái bài mà chạy 1km á, đó là rèn luyện cho bạn cái nguồn thể lực và cái nhịp tim ở cái mức tầm 70-85% cho những cái rep tập, những cái lần tập từ số 1 tới số 8. Nhưng khi mà cái hiệp mà nó vô cơ của bạn nhiều nhất là ba cái hiệp cuối, ví dụ ba cái lần cuối, ví dụ như là cuốn được 1-10 cái, thì cái lượng oxy bạn dùng, nghĩa là ở đây mình nói bạn phải hình dung là cái nói hơi trừu tượng, là cái sự rèn luyện về cái thể lực nó quen hai mức. Một là cái ngưỡng ở cái mức là tầm 80% sức của bạn dành cho 70-80% sức của bạn dành cho cái ngưỡng bạn kéo từ 1-7 cái, trong khi mà cái 8-9-10 nó sẽ rất là nặng, cái ngưỡng đó bạn bắt buộc phải nén hơi vậy, đúng không? Và cái ngưỡng đó là cái ngưỡng vô cơ nhiều nhất và giúp cơ phát triển tốt nhất. Vậy cái ngưỡng đó nó cần lượng oxy và cái khả năng tim mạch bơm máu và cái lưu lượng lưu thông cao nhất, và để cho nó chúng ta phải rèn luyện cái bài chạy 300m. Tin tôi đi, thử đi sao biết bạn, cái bạn khi nâng, tại vì khi đó bạn sẽ không thể sử dụng cái cách hít thở bình thường, bạn mà bạn sẽ phải sử dụng cái cách nén một hơi, một áp suất rất nhanh. Bạn phải nén như vậy bạn mới đủ sức để bạn kéo lên. Còn nếu mà bạn kéo tới 10 cái mà tới cái thứ 8-9-10 bạn bỏ 9 xong hiệp rồi, ủa bạn tập gì chưa hết sức đâu. Chúng ta tới phòng tập để chúng ta tập, chúng ta không tới phòng tập để chúng ta đi dạo. Nếu chúng ta đi dạo thì chúng ta về nhà chúng ta ngủ hả? Tập hết sức, mà muốn tập hết sức các bạn phải đủ oxy để bơm hết đó. Nhiều người trong kinh nghiệm huấn luyện của mình, rất nhiều người đạt tới cái ngưỡng đó, bắt đầu bạn hụt oxy, bạn hụt oxy, bạn không biết thở như thế nào, tại vì hơi thở nó không theo kịp cái ngưỡng của bạn. Bạn không quen cái việc bạn nén hơi và dùng tối đa cái lượng lưu lượng oxy, cũng như cái tim mạch của bạn nó không quen cái việc đẩy cái ngưỡng lên 95% sức để nó bơm được cái máu và oxy tối đa cho cái cơ bắp của bạn. Vì vậy ngay cái lúc mà bạn kéo đó, bạn sẽ bị thất bại ở những cái hiệp cuối. Để không, thường xuyên bạn sẽ bị thất bại ở những cái hiệp kéo cuối. Ví dụ như bạn tập kéo tay đi, cuốn tạ đơn, tập cơ đây trước, bạn chọn mức tạ 10kg. Hiệp 1 bạn kéo rất dễ, 10 cái. Đến hiệp 2 bắt đầu nó sẽ giảm xuống 9 cái, hiệp 3 giảm xuống 8 cái. Như vậy thì làm sao để hiệp 2, hiệp 3 nó luôn luôn kéo được 10 cái? Tại vì nó phải ăn được 10 cái, nó là mới 100% tối đa. Mỗi buổi tập bạn ăn được 100% tối đa, kể cả bạn tăng cơ tăng con hay giảm mỡ để mà săn chắc hơn, bạn đều phải đạt tới ngưỡng tối đa đó. Và để đạt tới ngưỡng tối đa đó, bạn cần cái lượng oxy cần kiếp ngay lập tức, hoặc là cái tim mạch và phổi của bạn nó phải quen với cái việc mà nó đưa cái lượng oxy lên ở cái mức tối đa trong cái việc đó. Và đó là cái lý do chúng ta có cái bài test thể lực. Chịch cho bấm nhầm vô đây này. Bài test thể lực rồi. Tiếp tục là một cái bài test nữa, đó là cái bài tập plan với cái trọng lượng tạ đặt lên lưng và giữ trong thời gian. Tại vì sao? Bài tập này nó ảnh hưởng đến sức bền cơ bụng của bạn. Cái bài tập plan là cái bài tập thứ nhất, nó không ảnh hưởng nhiều hô hấp nhưng nó ảnh hưởng đến sức bền hai cơ hông. Bạn muốn có cơ bụng săn chắc 6 múi, bạn muốn có cơ bụng săn chắc 6 múi, bạn phải đủ sức bền để tập được cơ bụng, bài tập bụng, và cái sức bền của sự ổn định cái trọng tâm cơ thể của bạn nó mới giữ. Khi bạn chạy á, bạn cảm giác bạn chạy nước rút gì bạn có bị sốc không hay bên không, đó là cái sức ổn định của hai phần này. Và đây là cái bài test thử ơi, đặt miếng tạ 5kg, 10kg hoặc 20kg lên, giữ tư thế plank trong cỡ 110 giây, xem bạn giữ được ở mức nào, A, B hay là C nha. Rồi tiếp theo một bài tập thần thánh nữa là bài squat ngồi xổm.
với 10 lần lặp lại. Mức tạ nó sẽ ảnh hưởng tới bạn, đầu tiên là mức A 30 đến 50 kg, mức B 55 đến 80 kg và mức C là từ 85 đến 100 kg. Rồi, tại sao mình lại phải đánh giá dựa trên cái bài squat? Tại vì cái bài squat này nó sẽ ảnh hưởng đến việc là bạn đủ sức bạn tập ở mức tạ nào của những cái bài tập chân khác. Khi cặp chân với người ốm, nó giúp bạn phát triển cơ mông chân đùi đẹp, gia tăng trọng lượng của bạn rất là nhanh, tại vì cái chân của bạn dơ lên nè, thấy không? Nó bự phải 4-5 lần cái tay của bạn. Với người mập, khối chân của họ là cái mà bạn có thể sử dụng để đốt lượng mỡ nhiều nhất, nghĩa là cả hai các bạn đều phải tập chân, đừng có bỏ dẹp ngay cái lịch tập mà 2, 3, 4, 5, 6, 7 đều tập ngực đi, các bạn sẽ phải tập chân vậy thôi nếu các bạn muốn đẹp. Rồi, và khi các bạn tập chân, cơ bụng của bạn nó sẽ gồng sức và nó tải được cái lực lực, và các bạn sẽ dễ có cơ bụng 6 múi, cũng như là bạn đốt được cái lượng mỡ lớn nhất. Cũng như khi mà bạn tập chân, nó gia tăng cái hormone cơ bắp, hormone testosterone cho cơ thể của nam, và bạn sẽ có được những hormone đó, nó giúp bạn gia tăng sức mạnh và khối và cái sự căng cơ của bạn, cơ bắp của bạn sẽ phát triển tốt hơn. Vậy thì tại sao chúng ta phải canh được cái mức mà các bạn có A, B, C, cái mức tập tạ, cái mức squat á? Tại vì ví dụ như một người mà họ chỉ có thể squat được 30kg trên lưng, đứng lên ngồi xuống 10 cái thì không thể nào họ có được một cái sức mạnh để cầm tạ mỗi bên là 20kg để bước đi được. Rồi, mình sẽ đi nhanh nha. Đó là lý do đó, các bạn hiểu không? Rồi, tiếp đến là cái bài, một cái bài test đó là đứng tại chỗ nhảy xa tối đa bao nhiêu mét với hai chân cùng lúc mà không chạy lấy đà. Cái mức A là 1,5 đến 2 mét, mức B là 2,1 đến 2,3 và mức C là 2,4 đến 2,8. Những cái bài nhảy xa nó ảnh hưởng đến sức bật, sức chịu đựng cơ chân của bạn ha, và nó giúp bạn đốt mỡ. Nhưng cần bạn biết được cái sức của bạn tới ngưỡng nào để mà mình tham gia bài test. Rồi, tiếp nữa là một cái bài đó là hãy hít xà đơn được bao nhiêu. Rồi, bài cuối là cái bài đẹp, bài kế cuối là bài deadlift, nhấc tạ được mặt đất, và cuối nữa là cái bài đẩy vai. Thật sự nó tóm gọn lại những cái bài này, các bạn sẽ có những ABC để biết được là cái sức của bạn tới đâu để bạn lựa chọn bài tập phù hợp. Đó là mục tiêu của video này. Rồi, một nghĩa là cái video này nó trả lời cho cơ thể của bạn là lịch tập nào phù hợp cho bạn và tập bao nhiêu ký thì phù hợp cho bạn. Đầu tiên bạn phải xác định cái sức của bạn nó ở mức nào nha. Ok, rồi, nói dòng do nãy giờ chưa vô lịch chính nữa, chúng ta sẽ vô lịch tập nữa, chúng ta sẽ gặp nhau trong một video khác. Bởi vì đầu tiên các bạn muốn biết được các bạn lịch tập của các bạn lựa chọn món nào, 3 buổi, 4 buổi hay 6 buổi một tuần, các bạn phải biết được cái ngưỡng thể lực của bạn ở mức nào nha. Rồi, tham gia bài test đi, rồi mình sẽ quay video khác cho các bạn xem. Bye bye.